Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thầy Về Chay nha các bạn. Hôm nay nói chung ra mình có được cái bếp nè các bạn. Thì mình bán nha các bạn. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Thì cái bếp này mình bán cái giá cũng ấy nha anh em. Tại vì bếp này thì nói chung ra thì mình mua về mình chỉ có cái người ta để lâu quá người ta không xài thôi. Vậy mình mua về mình thay cọng dây 3 mét luôn nha anh em. Đó, bếp này thì nói chung ra là bếp cảm ứng nha anh em, hiệu này nè anh em, hiệu Orison như nè, mình không có gành tiếng Anh tiếng đồ nha anh em. Bếp này nói chung ra người ta xài cũng được một nước rồi nha anh em. Thì bếp này thì mình bán 600k nha anh em, anh em nào có nhu cầu liên hệ nha. Đây, để mình chổng lên chứ mình để gì thì nó nói nha. Mình chỉ thay cọng dây nè anh em thấy không? Đó, hai khúc dây ha. Đây, ra băng ha. Check in ra băng ha, bếp cảm ứng nha anh em. Bếp này tương đối còn có khoảng 60%, 65%, 60% anh em. Thì mình có thêm cái cây kèn nha, cây kèn nhạc nha, cũ rồi. Anh em nào mua thì cây kèn nhạc này mình bán giá 70.000 nha. Thì nói chung ra nếu mà mua đồ thì mua riêng cây kèn này không thì mình cũng vẫn gửi nha anh em. Thì tại vì cây kèn này mình bán 70, kèn nhạc nha, cũ rồi nha. Để anh thổi thử coi. Cái này chuyến trước mình cũng có một cây nghe, mình bán cũng giá này 80 hay 70 gì đó. Giờ mình bán cây này 70. Thì chung ra mình đi sưu tầm mua được. Đây bây giờ mình thử nghe anh em. Thì bếp này nó xài nó nhiệt định dạng nồi nghe anh em. Nhưng mà nó cảm ứng. Rồi giờ mình ghim nghe anh em. Đó. Thì mình trong khi mình ghim vô thì cái bếp nó chạy vòng vòng ha. Ồ cái này cái điện thoại mình quay nó bị bóng ở trên nha, trên nóc nhà nha anh em. Chứ cái bếp thì nó trong nha, nó quá trong rồi. Giờ mình khởi động nha anh em. Đây, thì cái nút mình khởi động đây. Kính chào quý khách. Nghe không? Đây, thì anh em muốn nó có cái giọng nói ha. Thì anh em muốn bấm nữa, nấu cái khác nữa, anh em bấm này. Đó, muốn chọn chế độ là chọn này ha. Đó, thấy không? Mấy cái này là mình không có giảm được nha anh em. Mấy cái này không có giảm được nha. Đó, hầm sữa đó thấy không? Để hầm sữa qua đó đây ha. Còn nấu lẩu thì mình tăng giảm được nha. Đây nấu lẩu mình tăng giảm được nha. Tăng hết mức ha. Anh em xem nấu nè. Thì nói chung ra cái này á, nếu mà anh em muốn xài bất cứ bếp nào cũng vậy, cho nghe điện từ anh em muốn xài cho nó bền thì cũng gì anh em lấy cái miếng giấy tập á, giấy tập trắng của mình ha, hoặc là miếng giấy chùi miệng nè, anh em lót dưới đít nồi ha, lót dưới đít nồi gì nè anh em nấu ha. Rồi bây giờ mình rang ra chút xíu ha, mình rang ra chút xíu mình để cái này lên đó. Anh em cứ để lên bình thường ha, cứ nấu bình thường đó. Mình đừng có đẩy ra khỏi cái con định dạng nồi nha, nó có cái con định dạng nồi, khi mà mình đẩy ra là nó sẽ không chạy nữa đó anh em. Đây để mình đẩy điện thoại xuống, mình đẩy cái giấy vô ha. Rồi không phù hợp đó, mình lấy cái nồi ra phải không nè, đó nó để eo không phải không đó, để nồi vậy đó, nó có kêu hết trơn đó, nó nấu lại ha. Anh em cứ để miếng giấy nấu thì nói chung ra lót miếng giấy nấu thì nó bền cho cái bếp của mình thôi. Ví dụ mình đẩy tới đẩy lui nó chạy á, ví dụ mình để 1.400 phải không đó, ví dụ tăng lên tới 1.800 ha,
Nói chung ra mình nấu cái khoảng mức độ 1.400, 1.600 thì cái bếp mình nó bền nha anh em. Thì chung ra cũng như mình dặn cái ga cũng gì nữa, đừng dặn hết ga bất cứ bếp nào cũng gì chứ, món nào cũng gì chứ. Thì xài bếp điện từ thì nó sạch nha anh em. Bếp này nó cảm ứng cũng im, nó có cái giọng nói này mình tắt được luôn nha, nè tắt giọng nói được nè, thấy không? Mở giọng nói ha, mở giọng nói là nó có đèn nha. Còn cài giờ với khóa đồ mình không có bấm nha, mình không có gành vụ này. Anh em muốn xài cài giờ khóa gì đó, anh em có xài từng xài cái bếp này bao nhiêu tiền thì anh em biết ha. Thì này bếp này mình bán 600.000 nha, thì anh em mua thì chịu phí ship nha. Đó thì dây dây 3 mét này anh em cứ nấu thoải mái ha, nó không có ấy nè. Thì nói chung ra là cái dây này thì xài được, ok, đủ tải để xài luôn anh em. Anh em kéo ăn lẩu ăn đồ thoải mái. Giá 600 nó quá rẻ, tiền phí ship cho ví dụ như 40-50 ngàn đi, ví dụ 35-40 ngàn, nếu anh em gần gần thì 30 ngàn 35 ngàn. Thì mình gói hàng thì gói cẩn thận cho anh em nha. Mình có mấy cái mớp chống sốc á, mớp dày anh em. Đây nè, có mấy cái dạng mớp này nè anh em. Mớp này mình sẽ gập bọc đầu lại nha, đêm trời quê hương. Thì chung anh em mua hàng bên mình là cũng biết rồi đó, thấy không? Cái nồi này của mình á, nồi này cũng tốt lắm nha anh em. Mình không có thử inox thiệt hay inox dởm nha, nhưng mà về anh em cứ để nồi vô mà nó không định dạng cái nồi thì nó sẽ để ấy nha đó, để 1.600 đó. Anh em thấy không? Ví dụ như mình khi mình tắt bếp, ví dụ mình tắt bếp phải không? Tắt bếp anh em tắt bếp khoan hay rút điện ra ha. Nè. Đó. Mình tắt bếp mình để gì đó, tự động cái nó cây quạt nó còn quạt anh em. Nó quạt. Mà mình khuyến cáo anh em xài bếp này á, nếu mà anh em từng xài á, anh em đừng có để cái bếp mà nằm ngay cái những cái vùng mà nó có bụi ở dưới anh em. Tại vì cây quạt á, cây quạt là nó quạt nó rút cái hơi vô. Nó rút cái hơi vô đặng nó tản nhiệt cho cái bếp. Cái bo khi chạy mà anh em để mà nhiều khi nó bụi bặm đó, nó rút vô trong cái máy mình á, hoặc là nó đẩy vô trong máy mình không biết là đẩy vô hay đẩy ra, mình không để ý nha. Nhưng mà thật sự ra nó có cây quạt nó sẽ rút vô rút ra gì đó, mà mình để bụi nó sẽ rút vô. Mình muốn xài cái này mình phải cho nó sạch sẽ. Mà khi mà anh em để khi tắt rồi cứ để điện nha, để cho nó quạt nó giải nhiệt cho cái bếp nha anh em, giải nhiệt cho cái bếp. Giải nhiệt khi mà giải nhiệt cho mát, vừa mát cái bếp rồi đó là nó tự động nó ngắt cái quạt luôn, nó tắt hết toàn bộ. Đó. Nó ngắt. Rồi mình mới rút điện hay gì cũng được, không rút điện cũng để đó bình thường. Chừng nào mình xài mình bấm lên. Đó. Bây giờ bếp ngưng hoạt động rồi đó các bạn. Thấy không? Nước thì sôi nha. Nồi thì nó không có nóng nha, bình thường. Còn nếu mình nấu lửa, thì cái nồi này nó sẽ nóng lên trên luôn nha. Đó. Nó nóng bằng từ mà. Nó nấu bằng từ, cảm ứng từ. Là trong mâm nó bằng đồng á anh em. Bếp này cũng tốt nha. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình ha, mua ha. Còn cái kèn này bán 70 nha. Anh em em cháu gì đó có chơi thì liên hệ mình ha, mình sẽ gói gửi cho. 70.000. Không bao phí ship nha, nói trước à. Về mình mua cái này là mình mua đồ cũ thôi. Về mình cứ chà rửa lại ha. Chà rửa đồ, ngâm nước, ví dụ như mình kỹ á, cái đồ của người ta đã xài á, bất cứ ai xài cũng vậy, mình muốn xài. Mình về mình rửa nước sôi, mình ngâm nước sôi. Ngâm nước sôi rồi mình rửa xà bông lên mình xài bình thường nha. Ví dụ mình kỹ đi. Mình không biết thổi nên mình không bán luôn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha, anh em nào mua liên hệ mình nha, số điện thoại mình để dưới nha. Rồi chào tạm biệt.